Người đàn ông điều khiển ô tô biển số ngũ quý 8 vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra phát hiện người đàn ông điều khiển ô tô Toyota Camry biển số ngũ quý 8 vi phạm nồng độ cồn. Ngày 5 tháng 11, thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Như Thanh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông tại km 112 300 tuyến quốc lộ 45, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện người đàn ông điều khiển ô tô Toyota Camry biển số Ngũ Quý 8 vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể khoảng 20 giờ 20 phút ngày 4 tháng 11, lực lượng của tổ công tác đã ra tín hiệu dừng ô tô mang biển kiểm soát 36A 88888 do ông LVV sinh năm 1970 trú tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ông V có nồng độ cồn vượt quá từ 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, ông V đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong tổng số gần 84.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện trong thời gian qua, có 13.350 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt số tiền gần 54 tỷ đồng.